Nước này nó hồi nãy nó chạy quạt nó xới lên, thành ra nó thấy nó hơi đậm chứ giờ đâu đậm đâu. Trời ơi cái nước. Bữa nào nó bự rồi nè. Quá trời nó lớn chứ rồi. Thua mấy ao, ao này thua mấy ao trong? Bữa nay là nó 57 ngàn. 57 ngàn hả? Ừ. Lớn hả? Này khoảng 90 con cái gì? Ừ, 57 ngàn. Bữa hổm mình... 130 hả? 130 đó. 7 ngàn mà nó về size này là... Có được gục nó là ốc, chà bá luôn. Tôm anh nuôi sao gan gục đẹp quá. Chà bá luôn. Bự á. Ừ. To đầy phân luôn. Bữa nay nó bự hay không? Ừ, gan to dữ. Nó bự, con bữa nay bự. Bún thì chảy máu tay. Sáu ào, nói chung là mình nuôi giờ hình như là nó an toàn tuyệt đối rồi, nó không có trục trặc gì hết. Không chết chóc mà không có trục trặc gì hết. Ồ, dày gió luôn. Ừ, tôm đều này, đẹp quá hả? Ừ, lần này tăng sản lượng mà. Ồ, gan ruột quá kìa. Dữ chứ. Lần này tăng sản lượng mạnh, tôm mạnh á, dở lên bún xào xào. Nuôi rất mê luôn vậy. Tăng sản lượng. Tăng sản lượng lên nó muốn gấp đôi lần đợt trước không? Dạ. Lần này em á, mình thay đổi hệ thống oxy rồi. Dạ. Tiến rồi lại là thấy nuôi rất khỏe rồi. Hồ này là hồ thứ 3. Cái này mình nuôi là hình như là bao nhiêu hồ là nó còn y chang à, nó không có trục trặc cái nào chứ, kẹo con chứ kìa. Kẹo ở trong oxy chứ kìa. Trời ơi, kẹo trong oxy chứ kìa. Quá trời ha. Ừ. Nè. Ủa trời. Này nó bự. Quá trời bự dữ. Này nó bự hơn ao ngoài kia nè. Bự quá trời. Nó bún ra chân à, mạnh á. Tôm đẹp tôm dữ mạnh thôi. Nó bún ra chân. Quá trời luôn. Đều ruột gan thì đồng màu với sao luôn á. Ồ, lên màu gan hết trơn anh ơi. Lên màu gan là màu lớn dữ lắm. Mạnh nó lớn dữ lẻ lắm. Bữa hổm mà cách đây một tuần là cỡ 130, bữa nay còn cỡ 90 cái vậy. Sáu ao này nó ăn 300, trên 300 kg. Sao ăn 300 kg là tính ra nó có nhiều tấn ở trong đây 300 kg, nếu cái này nó khoảng cái này nè, nếu mà nó 90 con á thì nó khoảng 300 kg thì tôm này nó ăn khoảng 40 kg cho anh tấn. 7 tấn mấy rồi. 7 tấn mấy à. 90 con á. Ừ. Ồ mà bây giờ nó về chừng 30 con là gạo dữ anh ơi. Ừ. Con này nhảy ngoài nó chết ngắt rồi. Nhảy ngoài chết ngắt. Có 57 ngày. 57 ngày. 7 ngày về 90 con. Mà nó hình như là nó công nhận nó ra đây nó lớn dữ, Úc mới 27 ngày đó. Rồi. Màu đẹp ghê trời. 27 ngày đó mà nó lớn vậy đó, một tháng mà lúc nó một tháng là nó 900 con đó. Mà mới có 57 ngày thì nó mới 27 ngày. 27 ngày ở giai đoạn 2 này thôi ha. Ừ. Mà nó về sai còn có 90 con dữ vậy trời. Ừ. Nó lớn khủng hoảng luôn. Bởi vì giờ anh đâu có dám vậy mà. Mai mốt mình ương vào ương thưa thưa anh ơi. Ừ. Được rồi, ương ương dày quá làm như nó chậm mà. Ờ hơi dày. Giai đoạn 1 á. Giai đoạn 1 á là mình ương hơi dày á, bị đợt này mình tăng cái sản lượng mà. Dạ. Nó nuôi tới 200 mấy con mới vô nè. Dạ. Tăng cái sản lượng á, thành ra mình ương hơi dày á. Dày tới chứ một tháng mà tới 900 con. Nhưng mà nó ra có 27 ngày là 57 ngày đó. Mà nó còn có 90 con, chín mấy con. Lớn màu dữ kìa. Ừ. Khủng bao. Không dám cho ăn hết sinh, chơi là thảo dược không. Không. Thảo dược toàn bộ, thảo dược gan ruột rồi là giải kháng sinh, gan ruột thì giải kháng sinh, lâu lâu mà đừng ruột yếu lắm mới dám cho vết một vô bữa hai bữa. Dạ. Ăn lúc này là ăn tăng trọng luôn anh á. À, lúc này chưa tăng trọng đó, ăn chưa thảo dược gan ruột không á. Dạ. Tăng trọng nó còn lớn dữ nữa. Ừ, tăng trọng nó lớn chút nữa. Dạ. Bắt đầu là chơi lúc này là thảo dược gan với ruột không nè. Dạ. Vài bữa cái giải kháng sinh cho nó, cái cho nó giải hết cái độc tố trong cơ thể nó lẹ lớn lắm. Dạ. Với con tôm nó bóng chắc lắm, ăn cái giải kháng sinh nó cũng hay lắm. Hay hay. Con tôm nó bóng chắc lắm. Là ăn thảo dược gan ruột rồi giải kháng sinh xe qua xe lợi vậy đó. Rồi lúc nào nó ăn yếu á. Ăn yếu lắm á. Là mình mới cho nó ăn vết một bữa hai bữa. Dạ. Nè con Út. Nè. Kẹo con này luôn nè Út. Mặt nó dày mà. Ồ, kẹo con nè. Mê luôn á. Ờ, nó kẹo con luôn á. Lộn vô oxy à. Cái này mà lấy cái vợt, vớt một cái là nhóc luôn nè. Cái này vớt cái là nhóc luôn. Quá trời luôn nè, kẹo quá chứ. Độ 200 ngoài con. Ờ, kẹo con luôn mà. Ồ, nó lộn oxy à. Trời trời, dữ luôn. Nè nè. Vỡ cái gió này rất dữ lắm rồi nè. Ồ. Ồ, sát nước luôn, vậy quá rồi. Bự nó lẹ lớn rồi.
Mẹ lớn cấp kỳ luôn. Quá trời luôn. Mẹ lớn dữ thiệt trời. Mẹ lớn kìa, nhảy ra ngoài kìa, bự bự không. Mới có cách có một tuần xuống mà nó khác dữ luôn. Trời ơi, nhảy trắng đó trời. Tôm nó mạnh đó, nó nhảy nhóc luôn. Quá à, nó lộn vô oxy dữ anh luôn. Ừ. Kẹo luôn. Dữ luôn. Nhảy ra ngoài nhóc hết trời. Bự rồi nè. Mới từng mà xuống thấy nó bự rồi, dữ không? Quá trời bự luôn. Ừ. Từng mà xuống thấy nó bự dữ không? Nó màu sắc đẹp quá. Ừ. Gan kìa. Gan ruột. Gan ruột kìa. À. Có bầu gan trắng trắng kìa. Ừ. Gan nâu nâu nha, nâu nâu. Nâu nâu, nuôi tôm mới vậy mới được. Không có màu đen à. Đen thôi. Màu nâu nâu. Đen thôi là chết chắc. Chắc luôn. À. Tôm nâu nó phải có gan chứ. Ồ, à. Nó lộn oxy rồi nè, kẹo con luôn kìa. Dữ dằn luôn. Trời luôn. Kẹo cưng nó cứng chỏng luôn. Dữ luôn. Quá trời luôn. Này làm như gần cái gió thức ăn cái gì đó nó vô dữ. Dày tôm. Dày tôm. Kẹo con hết trơn. Cái màu nước này đẹp nè anh. Ờ vậy nước này trà nhẹ nè. Trà nhẹ là đẹp nè. Quá trời kẹo luôn. Kẹo con hết. Mê vậy trời. Đợt này nó tăng sản lượng dữ luôn mà. Quá trời kẹo luôn nè. Mà nó qua đây nó im luôn ha. Im ghê tới giờ không có trục chặt cái gì. Không có cái gì hết trơn ha. Không có trục chặt cục kịch cái gì hết trơn. Quá trời quá. Không có trục chặt cái gì chứ, từ hồi sang nó tới giờ ăn mạnh là có lúc mới ăn hay yếu một là mình đi là 2/3 đoạn đường rồi đó anh ơi. Tháng nữa là xong rồi. Tháng nữa là thu hoạch được. Tháng nữa là xong chuyện rồi. Để giờ mình nuôi là mình chú trọng tới cái tốc độ tăng trưởng đó Úc. Dạ. Cho nên là mình xài những cái sản phẩm nào mà nó công dụng nó tốt rồi nó phát huy cái tốc độ tăng trưởng nó nhanh đó. Dạ. Thành ra mình ứng dụng cái đó mình xài tới vậy. Mình thấy nó hiệu quả quá là mình không dám cho ăn cái miếng, không dám cho ăn kháng sinh luôn. Dạ. Cho nên là chừng nào mà thấy con tôm mà trường hợp nó bất khả kháng rồi, nó cái hoàng đường ruộng yếu quá rồi đó, nó ăn yếu lắm. Yeah. Thì mới cho ăn kháng sinh 1-2 ngày thôi. Là ơn này nó chơi toàn bộ thảo dược okay, giải độc đó. Giải độc kháng sinh. Yeah. Rồi lớn chú là tăng trọng tiêu quá. Dạ. Yeah. Cái giải độc kháng sinh cái chai đó mà cái nổ rồi kẹo con dữ nha. À, kẹo con luôn. Quá trời. Kẹo con. Đây. Ồ kìa. Cái mặt nước là sạch bong luôn. Ào kìa. Hồ này hồ thứ 5. Ồ cái này nó bự rồi. Dở nặng. Dở quyến nặng này. Dở nặng chiều chịu rồi Út. Cỡ một nè. Dở nó nặng gì chịu rồi, một nó nhảy cỡ, đồng màu, đồng cỡ luôn. Cái màu đẹp dữ. Nhảy ra mầm. Nó mạnh quá, nó nhảy ra ngoài luôn. Nó mạnh nào nào như hồi nãy. Hai cái bình hơi chạy em ru luôn á. Chạy em ru, chạy không hao điện, không đóng tiền điện đâu. Tôm dữ lắm, nào cũng như hồi nãy không à. Nó nhào oxy kìa. Wow. Thấy mê luôn anh ơi. À. 6 hồ tôm như nhau luôn. À, cỡ một. Lớn thì oxy là nhào. 90 con 1 ký. Ừ. Nó qua bên đây nó phát triển nhanh dữ anh ha. Ồ, một cái đường ruột đây nè. Trời ơi. Đường ruột đó rồi nè. Đó, mà đầy phân luôn. Dữ không? Rồi nấu cái đường ruộng mà nấu. Ồ, to mà đầy phân luôn nè. Ừ. Đẹp quá anh ơi. Gan ruột gì đẹp dữ luôn. Điều con. Ăn cái tiêu quá là không có sổ cái trùng luôn. Không có sổ miếng nào luôn. Mà ruột nó thẳng ngay im mà.